Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp, chủ nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2020 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Giáp Thìn, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỹ, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trần, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên hình giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh phú đăng hỏa ngày giáp thìn tức can khắc chi nghĩa là mộc khắc thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm phú đăng hỏa kỵ tuổi mậu tuất canh tuất ngày thuộc hành hỏa khác với hành kim, đặc biệt là tuổi nhâm thân, giáp ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. ngày thìn lục hợp với dậu, tam hợp với tí, và thân thành thủy cục, xung với tuất, hình thìn, hình mùi, hại mão, phá sửu và tuyệt tuất. vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi nhâm tuất, canh tuất, canh thìn, tuổi xung trong tháng tuổi bính ngọ giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày của các sao tốt như sao Nguyệt Ân tốt mọi việc, sao Minh Tinh tốt mọi việc, sao Thánh Tâm tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao Tam Hợp tốt mọi việc. Về sao xấu trong ngày gồm có sao Đại Hao, Tự Khí, Quan Phú xấu mọi việc. Và đặc biệt ngày 27 tháng 12 năm 2020, tức là ngày 14 tháng 11 năm canh tý Ngày này là ngày Nguyệt Kỳ, mồng năm, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bun. Dân gian thường gọi ngày này là ngày, nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng đông nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp, chủ nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý, chủ nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý trong ngày này nhờ có được tam hợp phù trợ cho nên bạn tuổi Tý trải qua một ngày làm việc vô cùng là thuận lợi mọi việc sẽ tiến triển theo đúng như mong muốn và kế hoạch của bạn đã đề ra chỉ cần với bạn tuổi Tý giữ được tinh thần lạc quan và vui vẻ là được và với bạn tuổi Tý đây cũng là thời điểm khá thích hợp để cho những ai làm kinh tế đưa ra những quyết định về đầu tư kinh doanh Bên cạnh đó, bạn mệnh tuổi Tý cũng sẽ có được cơ hội tiếp xúc với một vài đối tác đáng tin cậy và bạn hãy duy trì cái mối quan hệ hợp tác dài lâu giữa đôi bên. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày có thổ khác với thủy. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn và ngày này đối với bạn tuổi Tý, bạn cần phải dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới các vấn đề gia đình của mình. Nếu như giữa hai vợ chồng có khúc mắc gì thì bạn không nên cố tình lờ đi mà cần phải thẳng thắn trò chuyện với nhau vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim công việc được thuận lợi theo đúng như kế hoạch tử vi tuổi bính tý thuộc thủy giữ vững tinh thần lạc quan khi giải quyết công việc tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa đối với người làm kinh tế thích hợp đầu tư trong ngày hôm nay tử vi tuổi canh tý thuộc thổ nên giữ quan hệ lâu dài với đối tác tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc vợ chồng mâu thuẫn cần trò chuyện với nửa kia nhiều hơn và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phụ trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. Từ vi tuổi Sửu chủ nhật ngày 27 tháng 12 năm 2020. Xem từ vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu trong ngày này đang chịu tác động xấu của cục diện ngũ hành tương phá, cho nên sự nghiệp của bạn tuổi Sửu trong ngày này dễ gặp phải những điều không như ý muốn bản mệnh tuổi sửu có thể sẽ cảm thấy thất vọng và chán nản vì mọi chuyện không tiến hành theo đúng như kế hoạch mà bạn đã lập ra từ trước. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi sửu bạn cũng cần phải đề phòng những kẻ đang có ý đồ xấu xuất hiện xung quanh mình. Có thể chính những kẻ tiểu nhân này sẽ niếm đá giấu tay, phá hoại khiến cho công việc của bạn tuổi sửu vướng phải nhiều trở ngại và may mắn cho cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi sửu bạn mệnh lại là người ham học hỏi thông minh và nắm bắt được vấn đề nhanh chóng tuy nhiên bạn còn có phần chưa được tự tin cho lắm hay chần chừ do dự và với bạn tuổi sửu bạn cần phải quyết tâm hơn nữa và đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa để có thể được tăng tín trong sự nghiệp của mình. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim công việc gặp phải nhiều điều không như ý. Từ vi tuổi đinh sửu thuộc thủy đề phòng kẻ tiểu nhân nếm đá giấu tay. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa không nên thất vọng, chán nản khi gặp khó khăn. Từ vi tuổi tân sửu thuộc thổ nắm bắt vấn đề nhanh chóng. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc đặt mục tiêu xa hơn để được thăng tín. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần, chủ nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2020. Xem từ vi ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi dần, chua chúng ta thấy là với bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi dần đang có được báo hiệu dễ phát tài trong ngày hôm nay nhờ vào ngày tay trái của mình. Và dù chỉ là công việc làm thêm, nhưng nếu như bạn đã dành nhiều thời gian, nhiều tâm huyết vào đó, thì lẽ tất nhiên bạn sẽ được hưởng một phần thưởng xứng đáng với mình. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi dần, bạn lại cần phải khiêm tốn hơn khi giao tiếp với mọi người, không nên ba hoa, khoác lác nhiều về bản thân mình, tránh tình trạng múa rìu qua mắt thợ khiến cho người ta có kiến thức sâu rộng hơn, chê cười bạn. Và ngày này đối với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi dần trong ngày hôm nay lại không được tốt như lắm. Với bạn tuổi dần, có thể sẽ nảy sinh mâu thuẫn với con cái của mình và khi đối diện với tình trạng con cái, cố tình chống đối, cãi lời bạn thì với bạn tuổi dần không nên nóng nảy mà lại càng cần phải bình tĩnh để lắng nghe lời con cái giải thích đã xem sao vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy phát tài nhờ công việc làm thêm của mình. Tử vi tuổi bính dần thuộc họ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ cần khiêm thốn hơn trong khi trò chuyện với mọi người. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc không nên ba hoa khoác lác trước mặt người khác. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim các thành viên trong gia đình mâu thuẫn với nhau Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày Chủ nhật này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt, tuổi hợi. Tử vi tuổi Mão, chủ nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là ngày này với bạn tuổi Mão nhờ có tam hội giúp sức cho nên bạn tuổi Mão nhận ra rằng những kế hoạch của mình được xây dựng từ trước đang có được những bước tín rất chi là tốt đẹp. Nhờ vậy mà bạn mệnh tuổi Mão càng ngày càng cảm thấy tự tin hơn về khả năng của mình. Quý nhân xuất hiện cũng có thể giúp cho bạn tuổi mạo trong ngày này chỉ ra những hướng khắc phục những khó khăn trước mắt cũng như là định hướng cho tương lai của bạn được rõ ràng hơn. Và với bạn tuổi mão bạn cần phải bình tĩnh để vượt qua những khó khăn, sau đó bạn sẽ thấy được con đường sự nghiệp của mình đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày này đối với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp ngày có màu khác với thổ. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn. Bạn mệnh tuổi Mão cần phải quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn. Và khi gia đình có vấn đề gì xảy ra, đôi bên cần phải trò chuyện với nhau chứ không nên mọi người một ý như vậy. Với bạn tuổi Mão cũng có thể là người chủ động xuống nước trước để mọi vấn đề được giải quyết nhanh chóng hơn. Vài từ vi tuổi Ất Mão thuộc Thủy, công việc của bạn phát triển tốt đẹp. Từ vi tuổi Đinh Mão thuộc Hỏa, khắc phục những khó khăn trước mắt. Từ vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ, quý nhân phù trợ, có định hướng cho tương lai của mình. Từ vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc, quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn. Từ vi tuổi Quý Mão thuộc Kim, chủ động làm hòa với vợ hoặc là chồng của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Mạo trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tuất. Từ Vi tuổi Thìn, Chủ nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi Thìn, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Thìn Thìn tự hình, cái điều này khiến cho bạn tuổi Thìn trở nên cực kỳ là cứng đầu và cố chấp và với bạn tuổi thìn, bạn tự đặt ra những nguyên tắc cho riêng mình và chẳng muốn ai can thiệp vào việc mà bạn đang làm cả. Bạn mệnh tuổi thìn đang cảm thấy không thích phối hợp với người khác làm việc trong ngày hôm nay. Ngoài ra, với bạn tuổi thìn, dù bạn là người luôn đạt được thành tích cao trong công việc, nhưng bạn cũng rất độc đoán khi sẵn sàng đối đầu với những ai đang có ý kiến trái ngược chiều với mình. Điều này sẽ khiến cho môi trường làm việc của bạn trở nên căng thẳng, không cần thiết. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi Thìn, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy với bà tuổi Thìn cần phải nhìn nhận lại vấn đề trước mắt cho thật rõ ràng, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình, đặc biệt là khi ý kiến của bạn bị nhiều người phản đối và bạn tụi thìn, bạn hãy thử dành thời gian để suy ngẫm lại xem sao, biết đâu bạn mới là người làm sai. Về tử vi tuổi giáp thìn, thuộc ác, cứng đầu, cố chấp, chỉ muốn làm theo ý của riêng mình. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc thổ, không thích hợp tác với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc Mộc, không muốn nghe lời khuyên của người khác. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc Kim, cần phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc Thủy, làm việc trong bầu không khí căng thẳng. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi than, tuổi giàu. Từ vi tuổi tỷ, chủ nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi Tỵ, chua chúng ta thấy là với bà tuổi Tỵ đang gặp ngày có thiên quan giáng họa và bà tuổi Tỵ bạn cũng là người thích sĩ diện, cho nên dễ vướng phải những rắc rối trong ngày hôm nay. Và với bà tuổi Tỵ, bạn nên kiềm chế tính nóng nảy của mình, biết giữ mình để tránh những mâu thuẫn sâu sát với người khác và trước khi nêu ra quan điểm của bản thân mình với bạn tuổi tỵ cần phải chú ý đến tình huống và đối tượng giao tiếp với mình kẻ tiểu nhân cũng có cơ hội xuất hiện xung quanh bạn trong ngày hôm nay vì thế bạn tuổi tỵ cũng cần phải tránh thái độ làm việc chạy mãng được chăng hay chớ bạn cần phải nghiêm túc với mọi việc được giao mới có thể giảm bớt những rắc rối không cần thiết với mình Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi Tỵ đang có được một ngôi nhà khá chi là yên bình. Gia đình đúng là bến đậu của bạn. Sau một ngày làm việc đầy căng thẳng, chỉ cần về đến nhà nhìn thấy người thân là bạn tuổi Tỵ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn rất chi là nhiều vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ, dễ vướng rắc rối trốn quan trường tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ suy nghĩ cẩn thận trước khi nêu ra quan điểm của mình tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc chú ý kẻ tiểu nhân rình rập xung quanh tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim làm việc cẩn thận không lơ là chạy mãng tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy tin tưởng và thường xuyên tâm sự với người thân Vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Và các bạn đang xem video, đừng tiếc like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ, chủ nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi ngọ, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có họ sinh cho thổ vượng, cho nên bạn tuổi ngọ đang xây dựng được những mối quan hệ xã giao rất chi là tốt đẹp bản mệnh tuổi ngọ luôn sẵn sàng quan tâm và giúp đỡ cho mọi người chính nhờ vậy cho nên nếu như bạn có gặp khó khăn chắc chắn sẽ được nhiều người giang tay giúp đỡ cho bạn trong gia đình bản mệnh tuổi ngọ luôn quan tâm tới tình cảm của nửa kia do đó đôi bên chẳng bao giờ xảy ra cãi vã hay làm mâu thuẫn với nhau dù có sóng gió nào xảy ra đi chăng nữa thì bạn tuổi ngọ tin tưởng rằng mình và người ấy cũng có thể cùng nhau vượt qua được và xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi ngọ ngày này là ngày tốt để cho bạn cầu tài lộc ký kết hợp đồng do đó đối với những bạn làm kinh tế có thể đưa ra những quyết định về đầu tư kinh doanh trong ngày hôm nay chắc chắn bạn sẽ thu được lợi ích rất chi là cao trong tương lai vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim xã giao tốt đẹp tạo ấn tượng tốt với mọi người tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy được nhiều người giúp đỡ tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa đối với những bạn làm kinh tế thích hợp ký kết hợp đồng tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ vợ chồng hòa hợp và tin tưởng lẫn nhau tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc quan tâm tới nửa kia nhiều hơn vài đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 5 giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ màu sắc cát tường màu tím màu hồng quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi mùi tuổi tốt Từ vi tuổi mùi, chủ nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi mùi, cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi đang gặp được ngày có chính ấn nâng đỡ, cho nên bạn tuổi mùi luôn hết mình trong công việc và sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp. Thậm chí, bạn tuổi mùi còn có được cơ hội cất nhắc lên vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực của mình hơn và với bạn tuổi mùi, bạn là người khiêm tốn, cho nên luôn biết lắng nghe và học hỏi mọi người xung quanh. nhờ vậy mà với bạn tuổi mùi không ngừng tiến bộ. khi quản trị, bạn tuổi mùi hãy cho mình đích đến tham vọng hơn, chứ đừng có vội hài lòng với vị trí hiện tại của mình. trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi mùi, nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần hướng đông nam. Như vậy, bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong công việc của mình. Nếu là việc ký kết hợp đồng làm ăn, bạn sẽ tìm được mối đầu tư rất chi là hứa hẹn trong tương lai của mình, cho về lợi ích khổng lồ nữa luôn vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy có cơ hội được cất nhắc trong ngày hôm nay tử vi tuổi kỵ mùi thuộc hỏa nên khiêm tốn học hỏi để hoàn thiện bản thân tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ hãy đặt ra những đích đến tham vọng hơn nữa tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc đừng vội hài lòng với những gì mình đang đạt được ở hiện tại Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tỵ, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân, chủ nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi thân, cho chúng ta thấy là với bà tuổi thân đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí thìn phù trợ, cho nên bạn tuổi thân có được một ngày làm việc vô cùng là hiệu quả. Bạn bệnh tuổi thân cảm thấy rất chi là hào hứng hơn hẳn so với mọi khi vì công việc của bạn diễn ra theo đúng như kế hoạch mà bạn đã xây dựng từ trước đó. Bà tuổi Thân cũng nhận ra xung quanh mình còn có rất nhiều người thật lòng với mình. Ngày hôm nay cũng là một ngày may mắn đối với những ai cần thi cử hay là bầu cử, chỉ cần bạn ôn luyện kỹ càng trước đó và giữ bình tĩnh khi bước vào phòng thi thì không có gì là không có thể vượt qua được. Bạn chẳng hề thu kiếm bất kỳ người nào nữa. Và trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi thân, bạn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi thân trong ngày hôm nay lại rất chi là tốt đẹp. Bạn mệnh với nửa kia vô cùng là hòa hợp. Bạn thường xuyên chia sẻ nhiều khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống với vợ hoặc chồng của mình. Từ đó, đôi bên sẽ tìm ra cách giải quyết phù hợp, hợp tình hợp lý nhất. Về từ vi tuổi giáp thân thuộc thủy làm việc hiệu quả, đạt được mục tiêu đã đề ra. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa được nhiều người yêu mến và giúp đỡ. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ thi cử thuận lợi, tự tin vào năng lực của mình. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc vợ chồng hòa hợp, đồng tâm hiệp lực, tử vi tuổi nhâm thân, thuộc kim, vợ chồng thường xuyên chia sẻ mọi chuyện với nhau. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Dậu, chủ nhật ngày 27 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Dậu trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành nhị hợp, cho nên công việc của bà tuổi Dậu khá chi là thuận lợi. Tuy nhiên, bản mệnh vì chưa rõ ràng điều mình thực sự muốn làm là gì, cho nên lại thiếu đi sự quyết đoán hay do dự. Và với bạn tuổi Dậu, có thể tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh nếu như bạn chưa chắc chắn về mình. Trong cái mối quan hệ xã hội của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, bạn nhận ra và tôn trọng những người đối xử thực sự tốt với mình, còn đối với những người có ý định tiếp cận nhằm mục đích xấu, bạn thường chọn cách không quan tâm. Nhờ vậy mà ngày hôm nay với bạn tuổi Dậu, bạn trôi qua một ngày được yên bình với mình. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi dậu trong ngày hôm nay lại đang được khởi sắc. Mối quan hệ gia đình của bạn tuổi dậu rất chi là hòa hợp bạn và nửa kia luôn yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau. Cho dù bạn phải đối diện với khó khăn gì đi chăng nữa, bạn cũng luôn dũng cảm tiến về phía trước vì nửa kia chính là động lực cho bạn. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy, công việc tín trịn thuận lợi. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, quản chưa quyết đoán hay trần trừ, do dự. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ, bỏ ngoài tai, lời đàm điếu của đồng nghiệp tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc có thể tham khảo ý kiến của những người xung quanh tử vi tuổi quý dậu thuộc kim thấu hiểu nửa kia vợ chồng hòa hợp và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 5 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Tuất, chủ nhật ngày 27 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi Tuất cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi cho nên bạn tuổi tuất đang có điểm báo gặp phải nhiều khó khăn trắc trở trong sự nghiệp của mình và ngày này đối với bạn tuổi tuất nếu làm sai thì bạn hãy dụng cảm đứng ra nhận trách nhiệm về mình và tìm cách khắc phục chứ không nên đùn đẩy đổ tội cho người khác trong ngày này, đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì tránh ký kết hợp đồng quan trọng vào ngày hôm nay bởi rất có thể cái mối đầu tư của bạn sẽ bị thất thoát hoặc là gặp trục trặc. Cho dù bạn có nuôi tham vọng lớn đến đâu đi chăng nữa thì với bà tuổi tuất cũng cần phải bình tĩnh chờ đợi thời cơ thích hợp hơn với mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi tuất bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này cho thấy với bạn mệnh tuổi tuất cần phải chú ý nhiều hơn tới cái vấn đề sức khỏe của mình, cũng như là chế độ ăn uống của mình, tránh tham công tiếc việc, làm việc quá sức mà nên nghỉ ngơi điều độ để không mắc phải những chứng bệnh về xương khớp, dạ dày hay là đường tiêu hóa. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ gặp nhiều rắc rối trong sự nghiệp, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ dám nhận trách nhiệm sai về mình từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc không nên ký hợp đồng để tránh thất thoát từ vi tuổi canh tuất thuộc kim chờ đợi thời cơ thích hợp hơn từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy chú ý giữ gìn sức khỏe sinh hoạt điều độ về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi hợi, chủ nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi hợi, chua chúng ta thấy là với bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp ngày có thổ khác với thủy, cho nên bà tuổi hợi cần phải đề phòng những người tiếp cận với mình đang có ý đồ không lành mạnh. Dù được nhiều đối tượng khác giới săn đốn và bà tuổi hợi cũng không nên lấy đố làm mừng và không giữ khoảng cách với họ. Trong ngày này, đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì cần phải suy nghĩ cho nửa kia nhiều hơn, không nên làm việc theo cảm tính của riêng mình. Gia đình muốn được hạnh phúc thì vợ chồng lúc nào cũng cần phải có sự thấu hiểu và đồng lòng, không thể chỉ biết cho mình được. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi hợi, bạn cũng đang gặp được ngày của thực thần phù trợ cho nên đối với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh thì sẽ nhận được tài lộc trong ngày hôm nay. Và với bà tuổi hợi, bạn cũng là người được lãnh đạo tin tưởng và có thể tìm được những mối đầu tư đáng giá, thu lại lợi nhuận cao, nhanh chóng cho công ty. Đây là bước đẹp để cho bạn phát triển hơn nữa trong tương lai của mình. Trong ngày này, đối với bạn tuổi hợi, rất tốt cho việc cầu tài lộc khai trương, mở kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch hay là ký kết hợp đồng. Vì vậy, nếu như bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay, nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa thì đừng quên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng đông nam sẽ giúp cho bạn có thêm được nhiều may mắn. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa đề phòng người khác giới tiếp cận. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ quan tâm tới nửa kia nhiều hơn, không nên làm theo ý của mình. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc vợ chồng chưa thấu hiểu cần trò chuyện nhiều hơn. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim đầu tư thu được lợi nhuận nhanh chóng. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy có bước phát triển trong sự nghiệp của mình và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày Chủ nhật này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại